Hôm nay cái video này mình sẽ test cho các bạn con Pioneer A900. Hôm bữa thì mình đã tháo cái nội thất, quay rất là kỹ cho các bạn xem bên trong rồi. Thì con này thì nó có cái công suất rất là khủng, 350W. Thì đây là một cái công suất khá là lớn đối với một con âm ly Pioneer mà được sản xuất vào những năm 1975. Thì cái thời điểm bây giờ thì những cái dòng như là Pioneer XA7800 25 mã ra cách đó 3 năm thì nó không, công suất nó cũng chỉ khoảng 165W. Con này công suất gấp đôi, chạy 8 con sò giống như 7800, nhưng mà 7800 chỉ 4 con thôi. Và con này thì nó có cái hệ thống 2 tân phô, cái linh kiện bên trong rất là nhiều. Thì các bạn có thể coi lại cái video hôm trước mình giới thiệu. Con này nếu chúng ta mà khuân vác thì rất là cẩn thận, thì rất là nặng. Nó nặng đến hơn 20kg. Ngoại hình thì nó cũng khoảng tương đối nha các bạn. Nó có một vết trầy ở đây. Rồi bây giờ mình quay phía sau cho các bạn xem. Mặt tiền thì nó khá đẹp. Đây là nút công tắc, khi chúng ta bật lên, đóng rồi lại xong thì nó sẽ xanh đèn. Này, đó, xanh đèn. Có gì thì nó rotate, nó sẽ đỏ đèn lại. Các nút chọn này là rất là đẹp. Nhấn cái nào xanh cái đó. Ba lăng, volume, bass trap, chơi được 2 cặp loa. Nói chung thì mình chưa có vệ sinh gì cả, để vậy mình quay luôn. Chứ còn hàng thì không có động chạm, không có sửa chữa hay là tân trang gì nha các bạn. Các bạn xem lại video hôm trước mình có quay bên trong, chúng ta nhìn vậy thì chúng ta thấy hai cái tân phô. Còn hệ thống sò thì nó nằm ở phía dưới, rất là nặng, một tay mình đẩy mà không nổi luôn. Công suất này 350W, nó hỗ trợ chơi được thấp nhất là đến 4 ô. Nên các bạn khỏi lo mà lo của chúng ta nó có trở kháng thấp. Rồi AB đánh được 2 cặp, được sản xuất tại Nhật Bản nha các bạn. Chung là con ly này nó so với mức giá chỉ 7.500.000 thì chất âm nó mang lại cho các bạn thật sự là trên cả tuyệt vời, rất là hay. Và hay như thế nào thì bây giờ mình sẽ test nó nhé. Các bạn đừng quên đăng ký kênh để liên tục cập nhật sớm những video mình đăng lên mỗi ngày tại kênh Nguyên Hùng Audio. Thân ái chào tạm biệt và chúc các bạn một bữa buổi nghe nhạc thật là thú vị.